Được rồi, mất lại và hát đồng hát lên thua một người dừng. Xin mời Thiên Cường nghe. Dạ con chào bà. Dạ bà nó cứ nhìn nói ta anh em như bao nhiêu đây anh em.
Dạ đúng 10 bài, xin cảm ơn. Diễm Long chuẩn bị về, chú anh chị đây là anh Dũng Dí nè, chú. Áo mình để tặng cho nó cả các em. Lên. Lấy một xíu này. Chú anh chị thì kênh kênh Vĩnh Long đi về nghe cô chú thì ảnh chụp hình những mấy người ngoài đường nghe cô chú anh chị. Chỗ này tối mong chú chị cũng cảm nó hơi mờ đu hơi mờ với lại nhạc nữa. Lòng kia là kiểm lòng về rồi chú anh chị.